À, chào bà con. À, bây giờ mình đang đi trên một cái con đường để đi tới một địa điểm mới, và địa điểm này thì trên đường đi đất là đỏ, đất đỏ quay và trồng tỉa rất là tốt trong cái vùng đất này, và bên hông này cũng vậy nữa bà con, coi như đất rất là bằng phẳng. Ở đây người ta có thể canh tác về nghề nông, coi như rất là hiếm nha. Hầu hết là mình thấy ngọn đồi núi sỏi đá không ạ, nhưng mà năm nay rất là bằng phẳng, và cái khu này coi như rất là giàu có của đất nước Do Thái. Sông suối đó, thì thông thường thì những nơi đó rất là giàu có vì có núi